Xin chào mọi người nhé. Thì ra Tết thì mình sẽ làm thêm nhiều mẫu mới, năm mới thì nhiều mẫu mới cho anh em chọn lựa cho nó thoải mái. Thì đây là bộ dao ba con hàng thủ công của Nhật nhé. Đây mình đang ở cửa hàng Nhật đây. Thì mình giới thiệu qua ba con này. Thì 15. Thì con dao này thì là con dao gọt hoa quả hàng thủ công của Nhật, các bạn có thể thấy vân lưỡi này rất là rõ ràng. Thì những cái loại này thường nó trên 3 lớp thép thì là độ bền của nó rất là cao và độ sắc cao. Thì con dao gọt hoa quả này lưỡi dài 12,5 cm, cán gỗ nhé, cán gỗ này. Con dao thứ hai ở giữa là con dao thái thập cẩm, thái tổng hợp. Thì là con dao này thì đấy các bạn thấy này, thì loại này thì giá cũng khá là hợp lý. Với hàng thủ công của Nhật này thì là giá rất là hợp lý. Với bộ này thì bạn nào mua bộ này thì inbox cho mình. Con dao này thì lưỡi dài 16,5 cm. Lưỡi dài 16,5 cm nhé. Thì đối với hàng Thái là lưỡi dài 16,5 cm là hàng tiêu chuẩn, độ dài tiêu chuẩn rồi. Thì con dao thứ ba này trông thì rất là đẹp. Con dao này thì là thái củ quả. Thì dao Nhật họ phân bố chức năng rõ ràng chứ không dùng chung. Đấy thì con này là con thái củ quả. Thì loại này chỉ dày 2 ni thôi. Đấy. Lắm người mua dao thái củ quả mà đòi dày 3 4 ni, 8 ni thì khác thì mua dao chặt. Người đấy không biết về dao nên là mua dao mình cũng không ấy, bực mình. Thì con này cũng là cán gỗ nhá. Thì bộ này là bộ ba con. Giá cũng khá là hợp lý cho bạn nào muốn sử dụng dao bé bé này. Thì đấy, thì mình xin kết thúc video ở đây. Bạn nào mua thì inbox cho mình nhé. Đây là vỏ hộp ngoài này. Bên trong hộp này có in xưởng này, tên xưởng này. Đấy. Đấy. Thì cái địa chỉ này các bạn có thể lên Google check được nhé. Thì là nó sẽ ra địa chỉ ở Nhật. Đấy, thì mình giới thiệu qua bộ dao thủ công ở Nhật là như thế thôi. Mình xin kết thúc video ở đây nhé.